everybody, I'm Luna. Welcome back to Luna Oi! As you know, the 13th National Congress of the Communist Party of Vietnam just started on the 25th of January. Many of my audience are very curious about what we talk about in this big important Congress that only happens every 5 years. That is why I decided to make a series of videos where I translate the meetings of our Communist Party. In this first video, I will translate the opening day of the 13th Congress. Hope that you will find it interesting. As you can see, we were not wearing masks because at that time there was no new community cases in Vietnam for about 2 months, so there was no need to wear them. Honorable Presidium, distinguished guests, comrades, hôm nay, today, trong không khí phấn khởi, tự hào, joyful, tại thủ đô Hà Nội, trái tim thân yêu của Tổ quốc, Hanoi, Đảng Cộng sản Việt Nam, long trọng tổ chức đại hội lần thứ 13 để kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng gắn với đánh giá tổng quát 35 năm tiến trình công cuộc đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin nhiệt liệt chào mừng 1.587 đại biểu, thay mặt cho trên 5 triệu đảng viên của toàn đảng đã về dự đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa đại hội, chúng ta một lần nữa nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các vị khách quý đã đến dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đọc diễn văn khai mạc đại hội. Đảng ta là đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Mỗi đảng viên là một đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc ta. Trong giờ phút trọng thể này, với lòng biết ơn vô hạn, đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng của các dân tộc thuộc địa và bị áp bức trên toàn thế giới. Đại hội của chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, với đồng chí, đồng bào đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến dự phiên khai mạc trọng thể này. Thưa các đồng chí, đại hội 13 của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết. Từ tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đang tác động ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới. Với quan điểm nhìn thẳng một sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển 2011. Đổi mới reforms was a policy that we have been implementing since 1986. If you want to know more about this and want to understand why we had this decision, please watch my video, Is Vietnam Socialist? The link is in the description. So, as you know, we started implementing Đổi mới reforms in 1986 in our 6th National Congress. 5 years later, in our 7th National Congress, we came up with a creed, or you can call a program, to help implement the Đổi mới reforms better. This was also the year that the USSR collapsed, so it's totally understandable that we had to revise. 20 years later, in the 11th National Congress, we discussed and revised the 1991 program so it can be more suitable with the current situations in Vietnam, and that is why we came up with the 2011 creed. Và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính chúc các đồng chí đại biểu và quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công, tốt đẹp. Xin cảm ơn. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đọc báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng. Thưa các đồng chí đại biểu đại hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Với chủ đề tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 5 năm qua, nắm bắt thuận lợi thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiều vụ án kinh tế tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Tình trạng tham nhũng tiêu cực, sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng và trong hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Mới dùng đến chỗ là từng bước được kiềm chế và ngăn chặn rồi. Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến nước ta, gây nhiều thiệt hại về kinh tế xã hội, nhưng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất nước ta đã đạt được những kết quả thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Trong khi kinh tế thế giới suy thoái tăng trưởng âm gần 4%, thì kinh tế nước ta vẫn đạt được mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa,
sự lãnh đạo nhạy bén đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt kịp thời của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta đã kịp thời khống chế, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch COVID-19 trong cộng đồng, hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh. Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kép là vừa khống chế ngăn chặn đại dịch COVID-19 thành công, vừa phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân. Đó là chúng ta chưa kể thiên tai bão lũ dồn dập xảy ra ở miền Trung trong một thời gian rất ngắn, chúng ta cố gắng khắc phục đến mức tối đa. Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được thực hiện hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Câu này thì tôi cũng đã nói nhiều lần. Và khi mới nói ra thì cũng có ý kiến cho là liệu có khiêm tốn không, liệu có chuẩn xác không. Nhưng mà chúng tôi cũng rất là suy nghĩ, có đầy đủ chứng cứ, đầy đủ thực tiễn để chúng ta chứng minh cái nhận định này. Và lần này xin đưa vào đại hội thảo luận và nếu được thì trở thành kết luận của đại hội. Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín trên quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ, nhiều thế hệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu mà tôi tạm gọi có 5 bài học sau đây để đại hội cho ý kiến. Một là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Hai là, trong mọi công việc của Đảng và nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương chính sách
phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng và quyền lợi ích chính đáng của nhân dân, phải lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, thắt chặt quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ba là trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, mọi động lực và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Bài học thứ tư, tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội, giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Bài học thứ năm là chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuyệt đối không được để bị động bất ngờ, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Xin đại hội thảo luận xem có phải đấy là năm cái bài học kinh nghiệm rút ra cả quá trình chúng ta đổi mới không? Và cũng có thể nói nâng lên một bước, nếu như mà ta không khiêm tốn, cũng có thể là lý luận cách mạng của chúng ta trong giai đoạn mới rất quan trọng, chứ không phải là kể lể những công việc, tình hình. Về phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ đại hội 13 và những năm tiếp theo, các báo cáo cũng đã nêu cả, tôi xin nói tổng quát một số vấn đề thôi. Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song cũng đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn, thách thức. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển, nhưng cũng đang bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại diễn ra gay gắt. Do tác động của đại dịch COVID-19, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Tại Đông Nam Á, môi trường an ninh, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông còn diễn biến phức tạp. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác, nhất là an ninh mạng, ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, đe dọa, nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta. Dù đạt được những thành tựu quan trọng rất đáng tự hào như nêu trên, nhưng đất nước ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế. Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng. Sau 4 năm đầu của nhiệm kỳ liên tục tăng trưởng cao, đến năm 2020 bị suy giảm mạnh do tác động tiêu cực của dịch bệnh và thiên tai hạn hán, bão lũ liên tiếp xảy ra. Tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao. Kinh tế tập thể, hợp tác xã, phần lớn có quy mô còn nhỏ, năng lực nội tại còn yếu, hiệu quả hoạt động và của nhiều doanh nghiệp, nhà nước còn thấp. Kinh tế tư nhân trong nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh nhưng chưa thật sự bền vững. Công tác lãnh đạo, quản lý,
bảo đảm an ninh con người, trật tự an toàn xã hội, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập, gây bức xúc xã hội. Các thế lực thù địch chống phá ngày càng quyết liệt, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều thách thức. Giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc và con người Việt Nam chưa được phát huy đầy đủ. Năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế, chất lượng luật pháp, chính sách trong một số lĩnh vực còn thấp. Cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng, Nhà nước chưa thật đầy đủ đồng bộ, hiệu lực hiệu quả chưa cao. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng còn chậm, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Những khó khăn, hạn chế và khuyết điểm đó đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục cho bằng được. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần quán triệt trong cả nhận thức và hành động thực tiễn một số quan điểm chỉ đạo cơ bản sau đây. Tôi cũng xin nêu 5 quan điểm. 1. Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 2. Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước. 3. Là động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển của đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 4. Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. 5. Trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của chúng ta là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu tổng quát và chiến lược của chúng ta là như vậy. Để thực hiện được các định hướng nêu trên, chúng ta cần tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các cái quan hệ lớn là giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, giữa nhà nước, thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế, giữa Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Và đặc biệt, mối quan hệ mới được bổ sung lần này là quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Đó là những mối quan hệ lớn phản ánh các quy luật chung mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi về đường lối đổi mới của Đảng ta cần tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện và phát triển phù hợp với thay đổi của thực tiễn, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức đúng và đầy đủ, quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt
có hiệu quả, tuyệt đối không được cực đoan, phiến diện. Nếu lệch về một mặt nào, dễ sai. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của chúng ta thành công tốt đẹp. Tôi xin trân trọng cảm ơn và xin lỗi tôi nói hơi dài. So that was the first day, the opening day of our National Congress. There's gonna be a lot more videos in the future where I just say the other meetings of our 13th National Congress. So please stay tuned and see you next week. Bye bye! And don't forget to subscribe!